tin giáo xứ Sơn Lộc ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu ở giáo xứ Sơn Lộc vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018 ngày lễ Chúa Chiến Lành đã có hàng trăm em thiếu nhi từ 11 tuổi trở lên đến từ 6 giáo xứ trong hạt củ chi đã về sinh hoạt ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu tại nhà thờ giáo xứ Sơn Lộc buổi sinh hoạt có sự hiện diện của cha tổng đại diện Simon cũng là cha xứ Sơn Lộc quý cha dòng Francisco viện tu quý tu sĩ dòng đa minh lạng sơn dòng Don Bosco dòng chúa chiên lành dòng mẹ nhân ái dòng Francisco viện tu và dòng Francisco thừa sai đức mẹ tham dự có giới chức các giáo sứ và các cha mẹ em thiếu nhi muốn tìm hiểu về ơn thiên triệu sau lời cầu nguyện khai mạc của cha Simon là phần sinh hoạt văn nghệ của các giáo sứ và dòng tu xen lẫn với các tiết mục văn nghệ là phần giới thiệu ơn gọi của các dòng. Sau hơn 3 giờ liên tục lắng nghe, thưởng thức các tiết mục, tất cả các em cung kính trước mình Thánh Chúa, quyết tin nhận Thiên Chúa là cha nhân lành hướng dẫn từng người đi đến với Chúa để như một đoàn chiên trong một chủ chiên.